Sau khi cá chép của mình lên đĩa này các bạn ơi, nhìn ngon chưa, cái nước xì dầu của mình này nó ngăm ngăm đen này, khi ăn cái nước này của mình nó đậm đà, nó quện vào cái miếng thịt cá này, ăn sẽ rất là hấp dẫn. Thơm của mùi xì dầu, thơm của hành khô này, cay cay nhẹ của ớt, vị ngọt tươi ngon đến từ cá. Này, miếng thịt cá này các bạn. Đấy, vừa chín tới. Cái vị hấp của nó thì nó không mất nước đi đâu, mà hấp của mình là hấp bằng lồi luôn, chứ không phải là cái một cái lồng hấp to. Hôm nay thì mình hướng dẫn thôi các bạn, làm hấp bằng lồi mà vẫn đảm bảo giữ độ độ ngon, độ ngọt của cá. Vậy làm thế nào để có một cái đĩa cá chép hấp xì dầu ngon như vậy? Thì mời các bạn cùng vào bếp với mình để mình hướng dẫn chi tiết ngay sau đây. Xin mời các xì bạn. Dầu. Và dưới đây là những cái nguyên liệu cần thiết của mình. Đầu tiên đây là cá chép. Cá chép này thì này, mình mua một con này là 1 cân 2 đây các bạn ạ. Mình cũng không mua cái con to quá, một con vừa vừa đủ ăn cho nhà gia đình nhà mình ăn. Đây, và cá chép này thì mình đã mua và làm sạch rồi, đánh vảy khứa rồi các bạn. Đấy, đã khứa đầy đủ rồi. Đấy, cá chép mình đã khứa và bây giờ chỉ việc hấp thôi. Khá là đơn giản. Rau gia vị thì ăn kèm thì rau thì chỉ có rất là đơn giản thôi, chỉ có hành hoa thì là hành khô, ớt sừng, một quả ớt kim, một củ gừng. Gia vị đặc trưng thì chỉ có xì dầu và dầu ao và một chút đường và bột ngọt nữa thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế rau củ quả với cá này, thì mình cũng không cần phải sơ chế gì cả, chỉ việc đem đi hấp thôi. Với hành khô thì các bạn sẽ thái lát cho mình. Với ớt sừng thì các bạn sẽ thái chỉ. Ớt sừng này thì lát mình sẽ rắc lên trên cân cá sau khi mình hấp được các bạn ạ. Bỏ hết hột đi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cắt đôi. Và sẽ thái chỉ. Với củ gừng này thì các bạn cũng thái chỉ cho mình. Những cái viên vụn vụn này thì các bạn để nguyên lát, để lát mình sẽ cho vào trong nước xì dầu. Còn những cái bản to thì các bạn sẽ thái chỉ. Với gừng với ớt thì các bạn sẽ cho luôn vào trong nước để mình ngâm sẽ khỏi thâm gừng các bạn nhé. Với thì là thì các bạn sẽ cắt khúc cho mình 7 cm. Với hành lá thì các bạn lấy cái gốc. Sau đó thì các bạn sẽ chẻ. Làm hành chẻ các bạn nhé. Để lát thì mình sẽ rắc lên trên phần cá khi mà hấp xong. Món cá hấp này thì cũng khá là đơn giản thôi các bạn ạ. Nó chỉ khó ở cái phần pha nước xì dầu thôi, nhưng nó cũng không khó lắm đâu các bạn ạ. Chỉ cần mình hướng dẫn một lần thôi, đảm bảo là ai cũng làm được. Với cân cá này thì nó khá là to, không phải là to như mà ở gia đình thì thường nó sẽ không có cái lồng hấp to để mà hấp cá. Vậy nên mình sẽ cho vào phương pháp gọi là hấp hơi cạn với cá các bạn ạ. Đấy, thì mình sẽ đổ chỉ cần một chút xíu nước thôi. Đã đun sôi lên và mình sẽ cho cá vào để hấp. Giờ cá này là cá tươi nên các bạn cũng không cần phải ướp quá cầu kỳ đâu các bạn ạ. Và mình sẽ cho vào trong này để mình sẽ hấp. Khi mà sôi lên thì các bạn sẽ nhỏ lửa. Nhỏ lửa để hấp cho nó chín, bởi vì cái vung này của mình sẽ đánh được một cái cá đây. Và mình chỉ việc hấp thôi. Đây các bạn nha, vậy là sôi rồi. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ hấp ở trong cái lồi này luôn. Để làm sao với cái lượng nước nhỏ như thế mà vẫn chín được cá. Thì mình sẽ để ở nhiệt độ, các bạn mới đầu sẽ để cho mình 140 độ. Ở khoảng 140 độ này. Trong khoảng thời gian là 3 phút.
Đấy các bạn, khi mà mình hấp này này, cá nó sẽ ra nước 3 phút, sau đó thì mình sẽ nhỏ lửa tiếp và hấp tiếp. Đây các bạn, mình đã hấp đã còn chỉ bây giờ 140 độ, là chỉ còn có 1 phút nữa thôi. Đấy, trong này để khi mà mình cứ đun như vậy thì nó rất dễ bị cháy. Đây, mình sẽ mở thử ra các bạn. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ hấp thêm này. Nó đã tự tắt rồi. Và bây giờ mình sẽ hấp ở nhiệt độ 100 độ thôi. Và trong khoảng thời gian là 8 phút. Đấy, 8 phút mình sẽ để om như này, 8 phút nữa là sẽ chín. Và để đây, mình sẽ để 8 phút các bạn nhé. Trong lúc chờ cá chín thì mình sẽ đi đánh nước xì dầu các bạn nhé. Mình sẽ bỏ dầu vào để mình sẽ phi thơm hành khô. Đấy, các bạn sẽ cho nhiều nhiều một chút xì dầu. Để mình sẽ phi hành khô này này. Cho hành vào. Mình sẽ phi cái vàng lên. Đây, cái hành của mình nó vàng rồi. Đấy, thì các bạn có thể vớt bớt cho mình cái hành này, chúng ta mình sẽ rắc lên phần trên của con cá. Thì khối lượng dầu của nó cũng hơi nhiều ấy. Thì các bạn có thể chắt bớt cho mình ra ngoài. Cá này của mình hấp ở 100 độ mà được 8 phút rồi này. Tổng cộng là mình hấp được 11 phút rồi, con cá này cũng là ok rồi đấy các bạn ạ. Đấy. Và mình sẽ để đây. Đây là mình sẽ nó đã tự tắt rồi đây này các bạn. Nó tự tắt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang để đánh cái nước xì dầu. Đấy, cái chảo dầu mình vừa phi lên đây các bạn. Bây giờ thì mình bắt đầu pha xì dầu nhá. Thì các bạn sẽ cho mình một muỗng canh này. Thì các bạn sẽ pha cho mình khoảng 1-2 muỗng này. Dầu hào này các bạn sẽ cho mình một nửa muỗng thôi các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ cho nước vào với 2 muôi xì dầu và một nửa muôi dầu hào. Thì các bạn sẽ cho mình 2 muỗng 2 muôi nước này. Đấy, các bạn sẽ đánh tan ra. Đó, ok. Các bạn sẽ cho mình một ít gừng, ít ớt vào. Đây là lấy độ thơm. Đấy, và bắt đầu mình sẽ lêm gia vị các bạn nhé. Gia vị cái này thì nó khá là đơn giản thôi. Các bạn cho mình một chút bột ngọt thôi, bột ngọt chỉ cho có tầm 1 gram thôi các bạn nhé, rất ít thôi. Đường thì các bạn cho mình khoảng 15 gram. Đặc biệt cái xì dầu này thì nó sẽ rất hợp với đường. Hạt tiêu, các bạn cho mình một chút xíu hạt tiêu để cho nó thơm. Rồi các bạn sẽ đun sôi đi. Đun sôi lên. Sau khi đun sôi lên xong thì mình sẽ nêm lại vị. Đấy. Xem là nó đã vừa miệng chưa. Cái nước này của nó sẽ hơi đậm đậm một chút và ngọt một chút. Đây mình sẽ cho thêm một chút xíu, cho thêm một muỗng canh nước các bạn nhé. Để tăng thêm cái phần nước đi, mình cảm giác nó cũng hơi ít một chút xíu. Và mình vừa nếm thử thì nó cũng khá là ok rồi. Bây giờ mình chỉ vớt cá ra thôi các bạn ạ. Vớt cá ra và cho ra đĩa. Rồi sau đó thì mình sẽ đổ cá nước xì dầu này vào cá và mình thưởng thức thôi. Cá hấp xì dầu thì người ta sẽ thường ăn nóng các bạn. Thì sẽ cho luôn vào khay inox và dưới mình sẽ đặt bếp. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm hành lá vào các bạn. Mình sẽ cho hành lá vào dưới để lót con cá cho nó khỏi bị sắt đáy chảo. Đây, và bây giờ thì mình sẽ vớt ra các bạn. Khi mà các bạn thăm thử cho mình này, đũa này mà nó xuyên qua dễ dàng thì nó cũng đã chín rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vớt cẩn thận để nó khỏi vỡ các bạn nhé. Mình sẽ vớt ra cái đĩa này. Để làm sao mình vớt giữ nguyên được con cá là tốt nhất, đẹp nhất.
Đây, và con cá của mình đã cho được vào đây, đẩy lên trên một chút xíu các bạn. Đấy. Đây cái xì dầu của mình này. Bây giờ mình sẽ múc ra. Các bạn sẽ tưới cho mình đều vào con cá này các bạn nhé. Khi ăn thì mình sẽ đun vào cái nước đây. Mình sẽ rắc ít hành thì già lên này. Mình sẽ để lên trên đây các bạn. Cái dâu này thì các bạn sẽ chắt luôn lên trên này. Đây, và mình đã bắc lên bếp rồi này các bạn. Đun sôi rồi. Bây giờ mình sẽ nhỏ lửa đi, không có nó sát mất đít của mình. Đây các bạn này. Đấy, mình có ngay một cái đĩa cá chép hấp rồi đây này. Khá ngon luôn. Đây là cái đĩa cá chép hấp xì dầu của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Trông ngon, hấp dẫn không các bạn? Nó khá là đơn giản, không quá cầu kỳ. Chỉ cần làm bỏ ra 10-15 phút là mình có ngay một cái đĩa cá chép hấp xì dầu để đổi bữa. Thay vì mình ăn cá chép hấp bia, bây giờ mình sẽ chuyển sang làm cá chép hấp xì dầu. Ăn thì nó có độ đậm đà, thơm ngon của xì dầu. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ xong với các bạn món cá chép hấp xì dầu. Bạn nào thấy thích video này của mình hãy cho mình một like, một share, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau. Xin chào các bạn.